Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Báo Mỹ tiếp tục đưa tin về việc những người chỉ trích VinFast gặp rắc rối với công an. Phần 2 của loạt bài Những người chỉ trích VinFast ở Việt Nam đối mặt với công an của tác giả Kevin William được trang Inside EV của Mỹ đăng tiếp ngày 12 tháng 2, dịch giả Vũ Ngọc Chi chuyển ngữ và đăng trên báo Tiếng Dân ngày 8 tháng 3. Tác giả đề cập đến những điều mà Sony Trần cáo buộc trên các trang mạng xã hội bao gồm những câu hỏi về tài chính và những tuyên bố với công chúng về phương pháp phát triển xe cộ. Gần đây, hồ sơ IPO của Tada ở Ấn Độ tiết lộ rằng họ là nhà phát triển chìa khóa trao tay các mẫu xe hơi VF6, 7, 8, 9 cho VinFast dựa trên nền tảng EVMP của Tada, ông Trần viết. Tác giả nhận xét, mặc dù nhận được sự giúp đỡ từ những người trong nghề có kinh nghiệm, nhưng màn ra mắt quốc tế của VinFast không mấy suôn sẻ. Và đây là hình phần 2 trên trang Inside EV. Tác giả liệt kê một loạt các sự cố của VinFast như VF8 chậm tiến độ và bị đánh giá là chất lượng kém, giá cổ phiếu giảm đến 75% vào tháng 10 và còn tiếp tục giảm lớn doanh thu của VinFast đến từ việc bán xe cho hãng taxi Việt Nam Green and Smart Mobility do chính VinGroup điều hành. Tình trạng luân chuyển nhân viên ở mức độ cao. Mặc dù vậy, tác giả cho biết thương hiệu này vẫn tiếp tục với kế hoạch mở rộng thị trường Mỹ. Và VinFast vẫn cần những nguồn lực, các khoản vay và giảm thuế để tiếp tục kế hoạch mở rộng của mình. Tác giả dẫn lời Tú Lê, giám đốc điều hành của công ty tư vấn xe hơi Sino Auto Insight cho biết, Vượng có thể là người giàu nhất Việt Nam, có mối quan hệ chặt chẽ với các lãnh đạo Việt Nam, nhưng giá trị tài sản rộng của ông chỉ khoảng 4,5 tỷ đô la và phần lớn trong số đó gắn liền với bất động sản ngay cả khi vượng có khả năng thanh khoản toàn bộ tài khoản ngân hàng của ông ấy sẽ không thể tài trợ cho các chi phí của vinfast và mở rộng mạnh mẽ trên toàn cầu bây giờ vinfast đang rơi vào tình trạng không chắc chắn trừ khi họ có thể huy động được thêm rất nhiều vốn họ sẽ không có cơ hội khắc phục những vấn đề về chất lượng hoặc tung ra những chiếc xe khác chưa nói đến việc ra mắt từ một dây chuyền sản xuất ở north carolina và đây là hình xe vinfast tại một sự kiện ô tô quốc tế Tác giả bình luận, ở hầu hết mọi nơi, vì chỉ trích một công ty trên mạng xã hội sẽ bị phớt lờ, bị chặn hoặc cùng lắm là bị kiện vì tội phỉ bán. Nhưng VinFast không giống như hầu hết các công ty khác. Theo luật pháp bóp nghẹt tự do ngôn luận của Việt Nam, các bài đăng của Trần có thể khiến anh và những người khác phải đối mặt với án tù nghiêm trọng. Trọng tâm những hạn chế của Việt Nam đối với quyền tự do ngôn luận là một điều luật được định nghĩa lỏng lẻo có tên là Điều 331. Bên cạnh đó, tác giả cũng cho biết, Trần không phải là trường hợp đầu tiên chỉ trích tập đoàn Vingroup và gặp rắc rối. Tháng 4 năm 2021, YouTuber người Việt Google TV phàn nàn về vấn đề chất lượng chiếc xe VinFast Lux SA 2.0, sau đó đã báo cảnh sát với cáo buộc tuyên bố của Google TV là sai sự thật. Và đây là hình những người Việt Nam đi tù vì điều 331. Tác giả dẫn lời hai người tự nhận là thành viên nhóm truyền thông của VinFast tại một sự kiện công nghệ toàn cầu cho biết Thật ra điều đó không liên quan gì đến chúng tôi bởi vì người đó có vẻ chống VinFast nhưng anh ta cũng chống chính phủ Việt Nam và do luật an ninh mạng ở Việt Nam nên mọi chuyện xảy ra và không liên quan gì đến chúng tôi. Sau đó, một quan chức của VinFast đã giải thích thêm. Theo luật pháp Việt Nam, các cá nhân, tổ chức có quyền kiện chống lại các chủ thể lợi dụng quyền tự do ngôn luận để làm hoang ố danh dự, uy tín của người khác. Các cơ quan liên quan có trách nhiệm tiếp nhận và giải quyết những vấn đề như vậy. Sau đó chúng tôi quyết định không theo đuổi vấn đề này nữa, đồng thời xác nhận rằng họ đang đề cập đến trường hợp của Trần. Tác giả cho biết thêm, các nguồn tin thân cận với Trần cho hay, anh chưa nhận được bất kỳ thông báo nào từ VinFast hay VinGroup rằng họ không còn theo đuổi khiếu nại chống lại anh nữa. Máy tính và điện thoại bị tịch thu của anh vẫn chưa được trả lại. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin. Báo Mỹ tiếp tục đưa tin về việc những người chỉ trích VinFast gặp rắc rối với công an. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và nhấn nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Việc người chỉ trích VinFast gặp rắc rối với công an lên báo chuyên về ô tô điện của Mỹ. Ngày 12 tháng 2, trang Inside EV có một bài viết của tác giả Kevin William với tựa đề được dịch ra là Những người chỉ trích VinFast ở Việt Nam đối mặt với công an. Bài viết này được dịch giả Vũ Ngọc Chi chuyển ngữ và đăng trên báo Tiếng Dân ngày 8 tháng 3. Theo đó, ít nhất hai nhà phê bình khác nhau đã bị chính quyền Việt Nam thẩm vấn chỉ vì chỉ trích VinFast. Tác giả đặt câu hỏi, Điều này có ý nghĩa gì đối với khát vọng ở Hoa Kỳ của thương hiệu này? Và đây là hình bài trên trang Inside EV của tác giả Kevin William. Tác giả cho biết những tin nhắn xuất hiện trên các diễn đàn trực tuyến và Facebook rất dữ dội và khẩn cấp về sự mất tích của một người đàn ông ở Sài Gòn tên là Sonny Trần, một giáo viên người nổi tiếng qua việc tố cáo nhà sản xuất xe hơi và công ty mẹ của nó, tập đoàn Vingroup. Vụ việc xảy ra vào khoảng giữa tháng 12 năm 2023. Theo tác giả, cho đến thời điểm đó, Trần Sơn vẫn hoạt động tích cực trên Facebook và Facebook Messenger, đăng tin về hoạt động sản xuất và tài chính của VinFast, đồng thời liên lạc với bạn bè và những người ủng hộ. Đột nhiên, Trần ngừng trả lời tin nhắn, khiến bạn bè của anh lo lắng phát điên. Anh ấy đã biến mất và họ lo sợ điều tồi tệ nhất đã xảy ra. Không lâu sau đó, tác giả tiếp tục cho hay bạn bè của Trần đưa ra một tuyên bố đau lòng. Ba công an mặc thường phục đã bắt cóc Trần tại một quán cà phê giữa Thanh Thiên, Bạch Nhật. Và đây là hình Facebooker Sony Trần, người gặp rắc rối với công an vì chỉ trích VinFast và VinRoot. Kết quả của điều tra là do Trần chỉ trích VinFast, Anh có thể đã vi phạm luật pháp Việt Nam. Các nhà phê bình cho rằng các điều luật này được thiết kế để bóp nghẹt các phát biểu mà chính quyền cho là chống lại đất nước. Sau đó, điện thoại và máy tính của Trần đã bị cảnh sát tịch thu trong quá trình bắt giữ. Hơn nữa, một tài liệu của tòa án Việt Nam mà Inside EV xem được đã xác nhận rằng Trần và một người khác thân cận với anh ta đã được triệu tập để nói chuyện với bộ công an, trả lời một số nội dung liên quan đến khiếu nại của tập đoàn Vingroup. Không rõ liệu Vingroup có khởi kiện ông Trần hay không, nhưng một quan chức của VinFast trả lời Inside EV nói rằng họ đã làm như vậy trước đây. Trước đây, VinFast đã từng khiếu nại một cá nhân vì chia sẻ thông tin sai sự thật về mẫu xe chạy xăng của VinFast gây tổn hại nghiêm trọng đến niềm tin của khách hàng và uy tín của thương hiệu. Vì vậy, chúng tôi đã công khai khiếu nại theo đúng quy trình và thủ tục pháp lý. Và đây là hình nhà máy VinFast tại Hải Phòng. Tác giả dẫn lời ông Nguyễn Khắc Giang, nghiên cứu viên khách mời tại Viện ICS Yusuf Isaac ở Singapore, là người đã nghiên cứu chính trị Việt Nam nói rằng Đúng là luật Việt Nam đã được sử dụng trong nhiều trường hợp để truy tố các cá nhân vì lợi dụng quyền tự do ngôn luận xâm phạm lợi ích của nhà nước. Hầu hết các vụ việc đều liên quan đến cá nhân chỉ trích nhà nước, nhưng một số vụ cũng liên quan đến doanh nghiệp. Luật này thực sự được định nghĩa một cách mơ hồ, dẫn đến khả năng lạm dụng đối với những người chỉ trích. Là công ty tư nhân lớn nhất Việt Nam, sẽ không ngạc nhiên nếu VinGroup có sức ảnh hưởng trong việc giảm thiểu báo chí tiêu cực trong nước và có thể yêu cầu chính quyền can thiệp trong những trường hợp như ông Sony Trần, ông Giang nói. Tuy nhiên, tác giả cho biết thêm, các tài khoản ngoài Việt Nam đã ra câu hỏi về một nhà sản xuất xe hơi có kế hoạch mở rộng quốc tế lớn, bao gồm cả tiền tư nhân và công cộng ở Hoa Kỳ. Chúng bao gồm khoản ưu đãi 1,2 tỷ đô la từ North Carolina cho nhà máy xe điện ở quận Chatham gần thủ phủ Raleigh và khoản vay liên bang tiềm năng trị giá 1,4 tỷ đô la từ Bộ Năng lượng Hoa Kỳ hơn nữa nhà sản xuất này đang thu hút sự chú ý từ khu vực tư nhân vì gần đây họ đã đăng ký với nhóm đại lý ở Hoa Kỳ cho các hãng ở Texas, New York, North Carolina và Kansas quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tình việc người chỉ trích Vinfast gặp rắc rối với công an lên báo chuyên về ô tô điện của Mỹ xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thời Báo Chấm Đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất nhanh nhất và trung thực nhất kim vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới